Hello anh em, chào mình đang quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu. Và hôm nay mình đem đến cho anh em một cái sự bất ngờ, một con ạc cực kỳ xịn sò lên anh em. Anh em nhìn thấy cái tên là hiện tại giờ mình đang ở đảo của LS Thập Ca. Thì ok, thì mình sẽ đang sử dụng ạc của bạn LS Thập Ca luôn. Và đây là cái đảo vinh danh bạn đó luôn anh em. Đây, hiện tại bây giờ đang là cấp 104 nha anh em. Và mình sẽ cho anh em xem thử những cái gì hay ho trong cái video này, mời anh em xem tiếp video nha. Đầu tiên sẽ cho anh em xem nữa là hiện tại bây giờ ạc của bạn LS Thập Ca đang là 10,14T lực chiến anh em à, 10.000 tỷ lực chiến rồi anh em. Đó, quá là VIP luôn. Hiện tại bây giờ đang là VIP 11 anh em ơi. Trời, VIP 11 luôn, quá là căng anh em à. Cũng đập vô không ít thôi anh em. Đây, để mình xem thử lốc nạp. Trời, 12.000 ngọc anh em à, ngày 4 tháng 10, 12.000 ngọc. Trời, 12.000 ngọc tương đương với lại là 2 triệu anh em. Chắc là đập vô để mà lấy con, mình nghĩ là chắc xanh tóc đỏ. Trời, 26 tháng 9 là 30.000 ngọc anh em à. Để bây giờ để mà có thể là lên được VIP tiếp theo cần phải có là 74. Để mà lên từ VIP 1 lên VIP 12 là phải 120k ngọc anh em. Thì bây giờ mình sẽ soi thử đấu trường xem thử, chắc là top 1 anh em à. Để mình xem, chắc là top 1 cụm luôn anh em. Để mình xem thử bên cụm của bạn lực Thập Ca xem thử là top 1 hiện tại bây giờ ở cụm này. Mình xem mất cụm đi anh em. Ôi, vẫn còn thua Zakuza anh em à. Không, chưa top 1 cụm được. Top 1 cụm hiện tại bây giờ là SG Zakuza. SG Zakuza là các bạn hôm bữa là vô địch anh em. Vô địch cái giải đấu hôm bữa. Ôi, AS Goma. AS Goma cũng ở bên cụm này luôn. Nếu mà mình không lầm thì bạn Thập Ca thì chơi sau so với những bạn kia khá là xa. Tại vì hôm bữa mình có review ạc của bạn Thập Ca là lúc đó là bạn đó là cho mình mượn ạc bên Hải Tặc Đại Chiến anh em. Huyền thoại Hải Tặc để mà mình review cho anh em xem bên cái game đó. Thì bây giờ mình sẽ soi thử cho anh em xem là cái ạc này là úp những cái gì mà tại sao lực chiến lại kinh khủng khiếp như vậy anh em. Tại sao lại cái lực chiến lên đến 10.000 tỷ luôn. Một con số quá là khủng khiếp. Một con số đáng mơ ước của biết bao anh em. Để bây giờ mình xem thử đội hình của bạn LS Thập Ca đang sử dụng là cái đội hình gì đây. Mình nghĩ là chắc là Sanji, Ineo, Namigos với lại xanh tóc đỏ anh em. Xanh tóc đỏ thì hiện tại bây giờ thì tại có 3 sao thôi cho nên ở lực chiến nó bị thọt đi khá là nhiều. Cái đội hình này nếu mà up bây giờ mình mà chuyển qua đồ qua cho con Katakugi chắc lực chiến sẽ lên khủng khiếp anh em. Để bây giờ mình sẽ chuyển thử đồ của con Mihawk qua. Ở lộn, con San đi, chuyển đồ con San qua thử bên con Katakugi đi. Mình sẽ chuyển cho con Katakugi cho anh em xem thử. Rồi, Katakugi nó mất tiêu rồi ta. Thì lực chiến nó còn lên khủng khiếp nữa anh em à. Tại vì con San nó chỉ mới có 3 sao thôi nên là cho nên cái lực chiến nó bị hơi bị thọt đi rất là nhiều. Ủa, cũng không lên được bao nhiêu lực chiến hết cho người ta. Để mình xem lại thử ấy. Ủa, con Katakugi đâu ta. Katakugi anh em. Để mình xem thử cái thiên thư ấy. Cái thiên thư. Rồi, thiên thư hiện tại giờ là 60, 90, 60 mát. Cái thiên thư hải tặc luôn rồi anh em à. Thiên thư hải tặc hiện tại giờ đang là mát luôn. Đây, để mình xem lại cái trận pháp. Ủa sao mình chuyển qua mình sẽ lên được lực chiến thấp vậy ta. Đáng lý ra nếu mà chuyển từ con San qua lực chiến phải khá là cao anh em à. Để mình xem lại thử xem sao. Hiện tại bây giờ đang là thôi mình thử mình chuyển qua cái đội hình chuẩn đi em. Mình chuyển qua cái đội hình chuẩn là con San. Mình sẽ chuyển nó cho con Mihawk. Chuyển nó cho Mihawk nha nè. Đây, Mihawk nó mất tiêu rồi. Để mình soi thử cái lực chiến khi mà chuyển đúng thử nè. Chuyển đúng cái đội hình chuẩn meta hiện tại bây giờ thì để lên được xem được bao nhiêu lực chiến. Không ai chết khi họ không có thể cả. Là do con Katakugi nó chưa có cái hình xăm hay sao anh em. Ở lộn cái linh hồn á anh em, chưa có linh hồn cho nên là lực chiến nó hơi bị thọt đi phải. Để mình chuyển qua thử xem sao. Lên được 12 tỷ anh em à. 12T lực chiến luôn.
Ok, thôi bây giờ mình đã chuyển xong rồi, bây giờ mình sẽ đi PK cho anh em xem nha. Thì con xạ thủ là anh em nên chọn cái này nè, cái tầm bắn xa này anh em. Chọn cái tầm bắn xa này sẽ ngon hơn so với mấy cái này, mấy con này. Đây, phạm vi tấn công nhỏ thì anh em nên, nếu mà mấy con xạ thủ thì anh em nên là chọn cái con tiễn xạ cho anh em. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng ạc của bạn Thập Ca nếu mà đi PK cho anh em xem. Hiện tại bây giờ thì ở trong đấu trường này chắc là bất khả chiến bại rồi anh em à. Để mình xem nữa cái đấu trường ở bên cái server của bạn Thập Ca là hiện tại bây giờ các bạn top 2 là đang chiến lược là bao nhiêu đây. 1.42T thôi anh em à. Khá là xa, bỏ khá là xa. Để mình xem cụm. Cụm hiện tại bây giờ thì có Zakuza. Thì bây giờ mình sẽ solo thử với Zakuza xem thử là trong này có các bạn hay không anh em. Sử tiếng hùng cool 18.5T. Ôi khá là căng. Agoma anh em à, có cả Agoma, Hải Gồng. Hải Gồng hiện tại bây giờ đã lên được 12.93T rồi anh em à. Để mình xem thử danh sách bạn là từ dưới lên trên đây anh em. Vào bờ Piu Piu 2.5, Hùng Khuôn 18.5, Sử Tiến 400, Càng Long 1.73T, Cách Mạng Hao. À, bạn Hao mới vô địch hôm kia thì phải anh em à. Đây, CM Hao xíu mình sẽ solo với lại CM Hao. Thì đầu tiên mình sẽ solo với lại CM Hao thử xem sao. CM Hao hiện tại bây giờ đang là Sanji, Inel, Mihao, ai với lại con Nami God. Ok. Đấy, bây giờ mình sẽ xếp đội hình mình solo với lại bạn Mihao thử xem sao, nhà đương kim vô địch mới hôm kia chiến thắng giải ao làng sao anh em. Đấy, mình sẽ đưa mấy con xa xa này ra phía trước đi. San tóc đỏ nó mất đi rồi. San tóc đỏ, rồi ok, san tóc đỏ phía sau đi anh em, san tóc đỏ phía sau đi. Mấy con này ở phía trước. Nãy mình quên xem thử cái trái ác quỷ của mấy con tướng của bạn trước khi solo thì mình sẽ soi thử là tại sao cái ạc này cái lực chiến lại kinh khủng khiếp như vậy anh em. Tại sao nó lại kinh khủng khiếp như vậy mà lên được đến 10T luôn. Nội con San này cái lực chiến này nó hơi ảo anh em à. Lực chiến là mấy con này giống nhau hết à. Đây. À, con Sanji là 4.721T anh em à. Còn mấy con này là 2.14 là nó bị ảo anh em à. Để mình dỡ ra mình gắn lại xem sao. Gỡ đồ ra gắn lại xem sao. Ôi nó cũng vẫn nằm nguyên ở 2.14T thôi anh em. Nó vẫn nằm nguyên ở 2.14T, nó cũng không có nhúc nhích gì hết. Đấy. Kiếm sĩ nè. Kiếm sĩ thủ vật. Ok. Đây nó cũng chẳng nhúc nhích gì được hay sao anh em. 1.15 ở trên nó còn tuột thôi. Ở nãy là như là 1.712 vậy anh em. 10.12 chứ 10.712. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem nữa là cái bộ trang bị của con San là hiện tại giờ đang là bộ trang bị đỏ luôn anh em ạ. San 7 sao đỏ luôn. Đấy, cực kỳ ngon lành của hành. Hiện tại giờ con San đang sử dụng trái Gogo. Ok. Hợp lý anh em ạ. Câm lặng và trừ giáp luôn. Còn Nami God hiện tại giờ đang sử dụng trái Gogo luôn em. Nhưng mà có cái hình xăm nó hơi sai sai tí là hình xăm kiếm sĩ mà kệ đi. Nó là một cái con bút mà kệ đi. Giờ mấy cái dòng này cũng chẳng làm gì hết thôi, xài kiếm sĩ nó cũng không sao hết anh em à. Đây mấy cái dòng đúc thì mấy cái dòng đúc này anh em cũng đã biết rồi. Tại giờ cái bộ trang bị Kaido cũng đã lên được 7 sao, chưa lên đổi anh em. Kaido bạch kim 7 sao xanh. Đó, ok, tiếp theo sẽ là con Inel cũng là bộ xanh tóc đỏ full sao anh em à. Full sao đỏ luôn, full 7 sao đỏ luôn nha, đó là VIP xạ thủ không phép vẫn là trái Gogo anh em à, vẫn là trái Gogo. Đây, thằng binh dành cho con Inel. Sanji hợp lý đúng không anh em à? Hợp lý luôn. Trái Gagu, có lộn trái Guga. Trái Guga à, mình hay nhầm lộn, mình hay kêu mấy anh em là đem đeo trái Gagu. Rồi, đọc nhầm hàng chi mấy anh em hỏi là trái Gagu trái gì. Trái Gagu đem nấu Kagi anh em. Lâu lâu nhầm lẫn tí xíu. Rồi, khá là VIP anh em à. Bộ trang bị San nóc đỏ, bộ trang bị San đã 7 sao đỏ luôn. Hiện chi lực chiến khá là khủng khiếp. Cái linh hồn thì cũng đã mát luôn anh em à, linh hồn đã mát luôn. Đây thằng binh luôn. Hồi nãy mình nhớ là hình như là có một cái thằng binh nó chưa full sao vậy anh em. Con người đừng sợ chúa. Thằng binh của con Migot nè. Khi mà họ giao kỳ vậy. À chắc là thiếu food anh em à. Bị thiếu food mấy cái gương thằng binh để mà có thể là đập sao lên. Nhanh vô luôn đi. Và còn một con nữa, ủa con A đúng tiêu ta. Đây. Đấy, đại ca A của mình hiện tại bây giờ đã full set San 7 sao đỏ luôn anh em à, trái Gogo luôn.
Ok, hợp lý anh em. Hiện tại bây giờ cái trái Meta bây giờ là trái Gogo và con Tanker Sanji, anh em nên đeo cái trái Guga nha anh em. Cái Guga của gâu trắng để có 2 giây bất tử, khá là VIP đó anh em à, cực kỳ ngon đó. Đấy, cho anh em xem luôn cái thông tin của con San hiện tại bây giờ là công là 30 triệu đam, 30 triệu đam nhưng mà đủ HP là 594 triệu HP. Wow, khá là cứng anh em mà, 594 triệu HP. Sanji thì cũng 594 luôn á ta, cũng 594 anh em. Có con Ineo thì 560 triệu, con nào cũng toàn hàng trăm triệu con em à. Namigod nè, Namigod 365 triệu HP. Còn con San tóc đỏ thì 400 triệu HP anh em à. Dam thì 29 triệu. Ôi trời, con vật lý 29 triệu, nãy mình chưa có soi kỹ cái trận pháp cho anh em xem. Cái trận pháp hiện tại giờ thì cũng mới có cấp 288 anh em. Cấp 288 đây. Đây, Ngọc thì cũng đã full sao hết rồi anh em à. Ngọc thì cũng đã full sao hết luôn. Quá là ngon anh em. Thiện xạ, công thiện xạ. Khảm cho đỡ anh em, khảm có lên được chiến hả ta? Khảm vô thì lên được lực chiến anh em à. Khảm lên vô thì lên được lực chiến. Nãy mình chẳng nhớ là mình khảm vô cái viên này. Đây, và ok. Thôi bây giờ mình sẽ soi qua tới cái thiên thư cho anh em xem. Thiên thư hiện tại bây giờ đã lên được 60, 90, 60. Cái dòng thức tỉnh ở bên dưới này thì anh em cũng đã biết rồi. Thì ở đây mình soi đổi chọi HP nè. Lên được 1901% anh em à. Đột phá để mình xem thử đột phá là cần phải bao nhiêu 40.000 ngọc với lại 110.000 đá cổ ngọc anh em. Còn bên đây đột phá tối đa không thể nào đột phá nữa. Mình định vô mình list xem thử là muốn đột phá lên tiếp nó sẽ tốn bao nhiêu để mốt mình biết đường mình đột phá anh em. Cái này là đột phá chắc là bạn nó đang để dành cái sự kiện thích dư ngọc này kia mới đột phá quá. Chứ hiện tại giờ thì cổ ngọc có dư hết vàng anh em à, hết vàng. Hết vàng, cái sự kiện thâu tóm chắc cũng đã full quá, full luôn rồi anh em. Để mình soi thử còn cái gì để mọi người lại cho anh em xem hay không. Cây đô cũng 7 sao luôn anh em à. Để soi thử kỹ năng cho anh em xem nè. Kỹ năng của San tóc đỏ. Hôm qua mình quên list để vô đây để mình có thể là xem được kỹ năng của mấy San cho anh em. Trời, VIP quá anh em à. Ôi, ảnh có một tay thôi cho nên là combo nó hơi bựa hơn ta xíu. Tại ảnh có một tay thì không có múa được anh em. Anh chỉ đứng một chỗ anh sợ. Trời, chém cũng đẹp anh em. Ở cái kỹ năng này là đẹp nhất anh em. Đây, kỹ năng này đẹp nhất nè. Trời, mình để nó ẩn hết mấy cái dòng này mình làm cho anh em xem. Trời ơi, các bạn Ninh này bạn nó úp hoài ta. Ổng úp hoài luôn kìa. Áo tròn Sanji. Ôi, ổng úp nữa kìa. Rồi, ok. Rồi. Đó. Chém đẹp anh em. Ủi tới chém. Rồi, các ông bạn Ninh đó bạn đã hết đồ chơi để bạn úp rồi cho nên là bây giờ mình có thể là soi cho anh em xem cái kỹ năng sọt lên trời. Trời, nãy giờ đít quay không sọt lên trời với anh em. Đó, ngon lành củ hành, đẹp quá anh em. Và bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ soi cho anh em xem thử giờ còn gì nữa anh em. Có thể soi cho anh em xem nữa không đây. Đấu giá ngược nữa hả? Đấu giá ngược, tối nay là có gì đây? Chúc mừng AS Roma đấu giá không mà duy nhất 153. Nhận được con San nữa anh em. Thì bây giờ thì mình sẽ vô và mình sẽ solo cho anh em xem. Đấy, nãy giờ mình soi thử đồ đạc này kia trang bị các kiểu, nãy mình chưa có soi trong gương cho anh em xíu, mình sẽ vô trong gương mình xem thử là trong gương còn hàng họ gì không. Bây giờ mình sẽ đánh với trời có tam ca nữa nè, lợi ích tam ca nữa nè. Bây giờ mình sẽ đánh với đương kim vô địch xem hao 7,15 tỷ, hôm bữa ảnh có 6,6 mấy t anh em, bây giờ ảnh đã lên 7,15 t rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ so tài với lại bạn mi hao xem thử nha, như thế nào nha anh em. Hiện tại giờ còn gâu trắng đã ra ghìa rồi. San đây, mình vừa mới thấy San xong phải. Ổn phải. Cái ông nội tóc đỏ này mà mình nhìn nhầm tưởng đâu San chứ anh em. Đây, khá là giống. Mình sẽ cho con mấy này ra phía sau. Đây, mấy con đi chậm thì mình sẽ ra phía sau, mấy con nào mà bắn xa mình sẽ cho đi ra phía trước. Rồi, ok, chào mừng em đến với giải đấu cực căng giữa những nhà vô địch, những nhà gọi là gì ta, những nhân vật máu mặt anh em à. Hiện tại bây giờ là LS hợp ca VS với lại Phi Hao đương kim vô địch giải ao làng hôm bữa.
Ê, mình phải mở X1 cho nó chậm chậm lại xíu cho anh em xem dễ hơn anh em. Rồi. Sao hạ gục nhanh chóng vậy nè. Nhanh gọn lẹ anh em à. Cực kỳ nhanh gọn lẹ. Trận đấu đã kết thúc ở cái phút 2 phút 23 giây. Đây, giải đấu nó vừa mới chạy qua có 37 giây thôi anh em à. Thì trận đấu đã ngã ngủ và hiện tại bây giờ thì đam của Sanji khá to. 85 triệu đam, 76 triệu đam thuộc về A và 54 triệu đam là thuộc về San tóc đỏ. Ui, con Inel đam cũng to khủng khiếp vậy ta. 43 triệu đam anh em à. Còn A bên kia thì 11 triệu đam. Đây là nhà đương kim vô địch Hao. CM Hao. Rồi ok. Để bây giờ mình sẽ tiếp tục với bạn AS Goma. AS Goma ok. AS Goma lâu lắm rồi mới gặp anh em à. Hôm bữa như là cũng có chat chít này kia lúc mà mình đăng video lên á, cũng có nói chuyện với bạn AS Goma. Rồi ok, bây giờ mình sẽ solo với lại là bạn AS Goma xem Sài Gòn Agoma. Sài Gòn Agoma nha anh em. Hiện tại bây giờ Sài Gòn Agoma đang sử dụng là con trời, để vô Yogo trong này trời. Chắc là không có anh em, chắc là Inel á. Đây, A, Mihao, Sanji thức tỉnh 7 sao anh em à. Và thêm và vào đó là em Nami God. Ok, chào mừng em đến với giải thứ hai, đó là trận đấu giữa Thập Ca LS, Thập Ca VS với lại Agoma. À đúng rồi, con Inel anh em à. Đúng là con Inel, mình đoán là con Inel mà. Lực chiến hai bên cũng xem nha anh em. LS Thập Ca trên lệch so với Agoma là khoảng cỡ 2T anh em, 2000 tỷ lực chiến. Trời, nó cái thị trên lệch đó là còn hơn đó, còn nhiều hơn cả lực chiến của mình, nên mà hiện tại giờ cái ảnh của mình chỉ có 1.5T thôi. Ôi, trận chiến đã ngã ngủ rồi anh em à. Sức mạnh của San tóc đỏ phải gọi là cực kỳ bá đạo. Ảnh boost cho tem thằng thánh là coi như là quá đỉnh luôn anh em. Bạn ủa bạn Alex Goma mình thấy là Agoma mình thấy là có avatar hình con San, mà ta sao không sử dụng San ta. Đây mình có thấy avatar San nè, không sử dụng San đâu. San mặc dù chỉ 3 sao thôi nhưng mà cực kỳ ngon anh em à. Cực kỳ ngon, trọng trần là 6.45T. Bây giờ mình sẽ solo với lại Hùng Kun. Ở anh em Hùng Kun hiện tại bây giờ đang là 18.5T. Hùng Kun, một nhân vật khá là máu mặt anh em à. Cũng đang, rồi, San tóc đỏ 4 sao anh em à. San tóc đỏ 4 sao. Thì hiện tại bây giờ là bên kia Inel, Nami God, A, San, Sanji. Đây là trận đấu thứ ba giữa những nhân vật máu mặt, toàn là hàng 10T thôi nè, hàng trên 10T. LS Thập Ca 10T, VS với lại Hùng Kun 18T nè mà. Hiện tại bây giờ nó đang đánh gối nùi quá, mình chẳng nhìn thấy được gì hết anh em, mình không nhìn thấy được gì luôn. Đây, chẳng thấy được gì hết. Đã vậy còn mưa gió bão bùng này kia các kiểu anh em à. Giờ nó gối nùi nó bấy nhầy hết rồi, bây giờ mình chỉ còn đợi kết quả cho anh em xem thôi. Hiện tại bây giờ con Sanji bên kia đang bắt tử anh em à. Hồi nãy thì bên LS Thập Ca đang chiếm thế thượng phong anh em. Nhưng mà về sau á, quýnh đường dài thì lại không chịu nổi rồi anh em à. Căng quá, bên kia hình như là còn sóng khá là nhiều anh em. Bên kia khá cứng. Đây, nãy thì mình mới vô trận thì mình thấy ở bên kia là chiếm thế thượng phong cực kỳ. Bên ạc của bạn LS Thập Ca chiếm thế thượng phong khá là cao. Nhưng mà những phút giây từ giữa trở về sau á anh em, thì bắt đầu là bên Hùng Kun bắt đầu lật kèo lại anh em à. Hùng Kun bắt đầu lật kèo lại. Hải Rồng nè, để xíu mình sẽ solo lại với Hải Rồng xem sao. Bây giờ mình sẽ solo lại thêm một lần nữa với bạn Hùng Kun nha anh em. Quánh hai chặng đi để cho nó chi tiết hơn. Nãy thì coi như là hai chặng đi cho nó đồng đều anh em. Đây. Đó, bây giờ mình sẽ solo lại thử với bạn Hùng Kun thêm một trận thứ hai nha anh em. Và bây giờ là hiệp 2 giữa LS Thập Ca VS với lại Hùng Kun. Đây, trận đấu đã bắt đầu rồi anh em à, giữa hai nhân vật máu mặt, lực chiến tầm 10T trở lên. Ôi, có vẻ như cái đội hình nó không ổn hay sao anh em ơi. Đội hình nó có vẻ như nó không ổn như lắm rồi, hay là mình đổi lại đi anh em. Đây. Hơi thiệt thòi cho Hùng Kun quá, nhưng mà lực chiến chênh lệch nhau khá nhiều cho nên là thôi, chấp đọc Thập Ca luôn đi. Đấy, mình nghĩ là cho con A ra phía trước có vẻ nhỏ ngon hơn á. Đấy, A với lại con
Inel ở phía trước, Nami God thì nó ra sau đây nè. Rồi ok, đây mình sẽ đánh lại để xem sao. Ok, hai bên đều bị khóa chiêu, hai bên đều bị khóa chiêu hết em ạ. Hiện tại thì bên mình đang chiếm thế thượng phong, bên mình đang khóa chiêu được bên Hồng Quân. Bên mình đang khóa chiêu bên Hồng Quân em ạ. Khóa chiêu liên tục luôn em ạ. Hiện tại bây giờ đang lắng lướt anh em. Nhưng mà chưa biết được điều gì. Thì khoảng tầm cỡ 2 phút trở về sau là bắt đầu sẽ bên San, bên Hồng Quân sẽ lật kèo lại thôi anh em. Hiện tại bây giờ thì bên Hồng Quân vẫn chưa lật kèo lại được, chưa khóa chiêu được bên mình. Vẫn chưa khóa chiêu được anh em ạ, vẫn chưa khóa chiêu được anh em ạ. Ok, một trận win khá là, có thể là nói là ăn may thôi anh em, cũng có thể là nói là ăn may thôi. Thôi bây giờ mình sẽ solo tiếp với một nhân vật khác anh em, một nhân vật cũng khá là máu mặt khác. Nãy mình thấy là như là có bạn Zakuza đương kim vô địch giải đấu cấp gồng anh em à, đương kim vô địch giải đấu ủa nó mất tiêu ta, Zakuza à, không kết bạn anh em à, không kết bạn này, không có kết bạn với lại bạn Zakuza. Vậy có mình sẽ solo thử cho anh em xem, thì tại giờ chỉ có kết bạn với lại bạn Hùng Quân là máu mặt nhất ở trong cái danh sách này thôi. Hùng Quân thì bây giờ mình sẽ quánh với bạn Hải Gồng nữa xem sao. Hải Gồng nha anh em, Hải Gồng hiện tại bây giờ là 12,93 t, bây giờ mình sẽ so tài thử cho anh em xem. Hiện tại bây giờ bên kia là A, Inel, Sanji. Ủa? Chết rồi, bên kia không có sử dụng cái đội hình full anh em à, không có sử dụng full cái đội hình này cho nên là nói chung là không solo được anh em à. Đây, bên kia đội hình bị thiếu rồi. Bên kia đội hình thiếu người rồi anh em, dù cho mạnh cỡ nào mà thiếu người cũng không thể nào mà win được. Thì nãy giờ thì CM Hao mình cũng đã quánh rồi, Hùng Cool cũng đã quánh rồi, Hải Rồng thì Agoma thì như hồi nãy cũng đã quấn rồi anh em. Hiện tại giờ chính a độc cô hỗn thần, độc cô hỗn thần 9,8 t. Ok, solo luôn anh em, để mình xem nữa bên kia là cái gì đây anh em. A mình thấy con A trước Sanji ở chết rồi, bên kia cũng có hai con anh em à, bên kia đội hình cũng chỉ có hai con thôi, không thể nào mà solo được cho anh em xem này. LS Tam K độc cô hỗn thần cũng không được, AS Goma, Tống Giang, Hải Rồng thì không được luôn. Bây giờ mình sẽ solo lại với thử Hùng Quân xem sao. Bây giờ mình sẽ thì xem thử là có ăn mai không, hay là mình nghĩ là chắc ăn mai thôi anh em. Tỷ lệ 50-50% thôi. Chứ với cái tầm lực chiến này thì đồ đạc này kia nói chung là cũng cứng ngắc hết rồi. Hai bên mà bên nào khóa chiêu được của nhau á, bên nào khóa chiêu được trước là coi như bên đó là có thể là tỷ lệ win sẽ khá là cao nên mà cao hơn bên kia rất là nhiều. Đây hiện tại bây giờ thì hai bên đang bị khóa chiêu luôn em ạ. Tại bây giờ bên Hùng Quân cũng đang khóa chiêu mà bên LS Thập Ca cũng đang bị khóa chiêu vậy. Không, hiện tại bây giờ đã hết rồi, không có bên nào bị khóa chiêu hết. Bây giờ nó là một cái đống hỗn độn em ạ, không có để nào mà nhìn vô mà không để nào thấy được. Hiện tại giờ hai bên nó đã hút hít, con Inel đã phá tem hết rồi mà, nó đang hút hít và hai bên hiện tại giờ là gối nuôi hết. Hai bên bây giờ là một đống hỗn độn này mà không thấy đường quánh luôn. Ê, thêm mưa gió sấm chớp này kia các kiểu nữa cho nên là giờ không thấy được bên nào với lại bên nào luôn. Một phút trôi qua và hiện tại bây giờ thì bên LS Thập Ca mình cũng còn full tem nhưng mà bên kia mình cũng chẳng biết là còn được bao nhiêu người nữa nè. Ôi bên kia trâu quá, trâu quá em à. Ok rồi, ok thì cũng win được một lần anh em, cũng win được một lần, nói chung là cũng khá là ngon. Thì cảm ơn bạn Vũ, bạn Vũ rất là nhiều, bạn đã cho mình mượn ạc để mình có thể là review chi tiết một cái ạc mà 10.000 tỷ thực chiến anh em xem thử như thế nào. Đây khá là VIP, cực kỳ xịn sò nha, và cho anh em những cái trận đấu gọi là đỉnh cao giữa những bậc cao thủ anh em à, giữa những cái bậc cao thủ tầm 10.000 tỷ lực chiến trở lên, trận đấu giữa bạn LS Thập Ca với lại đương kim vô địch giải ao làng và bạn Thập Ca với bạn Hùng Quân. Hùng Quân đấy, Hùng Quân hình như là hôm bữa trước cũng vô địch được một lần anh em và đem lại cho mình được khá là nhiều ngọc. Đấy, toàn là nhân vật máu mặt thôi, và rất tiếc là không có kết bạn với bạn Zakuza để mình có thể là
review solo giữa bạn Thập Cao với lại bạn Sakura cho anh em xem. Và ok thôi, để cái gì có dịp nào khác thì mình sẽ review cho anh em xem sau nha. Và bây giờ thôi, mình sẽ kết thúc video đây thôi. Và anh em nếu mà yêu thích video này, hãy cho mình một like, một đăng ký, và đừng quên để lại comment với bình luận. Nếu mà anh em có ý tưởng nào hay thì anh em comment với mình một lần để mình có những cái ý tưởng hay để mình có thể ra nhiều video hay hơn cho anh em xem. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Cảm ơn bạn Vũ rất là nhiều nha. Rồi, ok, thôi mình sẽ kết thúc video đây thôi. Bye bye anh em.